Sư con có nghe sư cô giảng bài kệ An Lành này mà con lên mạng tìm hiểu thì không thấy nguồn gốc được trích từ kinh nào. Đức Phật cao thượng ngự trên đầu con, Đại Đức Sa-li-bu-tát ở bên phải, Đại Đức Mok-kên-la-na ở bên trái, Tam Tạng Pháp Bảo ở trước mặt con, Đại Đức Ananda ở phía sau, Chư Thánh A-ra-hăng ở bốn hướng, Tứ Đại Thiên Vương, Trời Đế Thích cùng Phạm Thiên, vân vân. Rồi. Sư biết cái bài này và tình cờ là sư cũng cũng có cái bản nhạc của bài này bản nhạc Bali. Thành thử cái việc đầu tiên sư xác định là cái bài mà quý vị vừa mới post đó, vừa mới hỏi đó, nó có phiên bản tiếng Bali nha. Cái việc đầu tiên nó có bản tiếng Bali. Nhưng mà cái thứ hai sư muốn nói cái này là một tác phẩm do đời sau sáng tác nhằm phục vụ cái nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng. Thành ra đó không có trong kinh tạng nhưng mà có lưu hành ở trong Phật giáo Nguyên Thủy, và trong Phật giáo Nguyên Thủy có một vài bài. Dùng cái từ kinh thì sẽ không dám dùng, nhưng mà có một vài bài như vậy đó. Tức là có Bali chứ không phải không có Bali, có Bali. Nhưng mà cái Bali đó là do một vị giỏi Bali sáng tác, chứ không phải là thuộc về trong Tam Tạng.